Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Quyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế quyết nguyệt luôn nha quý vị. Đó, quá đẹp ha. Quá xá đẹp luôn. Rồi, chào Quyền. Dạ em chào anh, em chào cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Chúc cô chú anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay cho con xin giao lưu 30 cây mai phô nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship của chú anh chị luôn. Mai dảo lá gai bông từ 5 đến 12 cánh. Địa chỉ của con là ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Đây là cây số 1 của con. Rồi, mã số 1. Chiều cao thứ ha. Dạ. Chiều cao là 48. Rồi, hoành. Hoành là 17. Rồi, xoay xoay luôn. Này, dáng cũng lạ quá, mắt quá ha. Dạ. Mình máy nó u được nè. Hãy coi kỹ đoạn này cái gì. Số 1 này con giao lưu giá 1.200.000. Rồi, xuống cây. Mã số 2. Chiều cao là 68. Hoành là 18. Rồi, xe xe luôn. Rồi, xuống đế luôn. Mã số 2 này con giao lưu giá 1.200.000. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Chiều cao là 58. Rồi, hoành là 15. Rồi, xoay xoay luôn. Cây này luôn. Nó nhú tuột rồi nha cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Mã số 3 này giao lưu giá 400. Rồi, xuống cây. Mã số 4. Lên luôn. Chiều cao là 70. Rồi, em này cái cổ bẻ dưới ngặt quá. Cái này đo ngay đây nha cô chú anh chị. Rồi, đo ngoài đó. Hoành là 21.5. Rồi. Này, cái cổ như đè đè bẻ ngặt quá ngặt luôn. Số 4 này giao lưu giá 1.900.000. Rồi, xuống cây. Mã số 5. Chiều cao là 63. Hoành là 21. Rồi, xe xe luôn. Rồi, đế luôn nha quý vị. Đế lực ha. Số 5 này giao lưu giá 1.700.000. Rồi, xuống cây. Mã số 6. Sao lên luôn. Chiều cao là 73. Rồi. Hoành là 22. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Số 6 này giao lưu giá 1.800.000. Rồi, xuống cây. Số 7. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 86. Hoành là 24 nha cô chú anh chị. Xoay xoay luôn. Rồi, đế thì đặt kẹo luôn ha. Dạ. Quá xa bộ đế nè quý vị. Số 7 này giao lưu giá 2.100.000. Rồi, 2.100.000. Rồi, xuống cây. Mã số 8. 8. Chiều cao là 53. Hoành là 19. Rồi, xe xe luôn. Để luôn. Để cũng đặt luôn ha. Số 8 này giao lưu giá 850.000. Rồi, xuống cây. Mã số 9. 9. Rồi, tại cành đẹp luôn. Chiều cao 71. Rồi, hoành luôn. Hoành 18. Rồi. Cây này ra tuột rồi nha cô chú anh chị. Nhú tuột khỏe luôn. Đây. Nha. Dạ. Mã số 9 này con giao lưu giá 850.000 nha cô chú anh chị. Xuống đế cái gì vậy? Rồi, 850.000. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số 10. Số 10. Chiều cao là 77. Hoành là 19. Rồi, xe xe luôn. Đây, để ra đây cái gì. Số 10 này con giao lưu giá 1.500.000. Rồi, xuống cây. Mã 11. Chiều cao là 1m1. Rồi. Hoành là 23.5, gần. Rồi. 24. Xoay xoay luôn. Rồi, xuống bộ đế em nói nha quý vị. Sống khỏe luôn cô chú anh chị. Mã số 11 này giao lưu giá 2.200.000. Rồi, 2.200.000. Rồi, xuống cây. Mã số 12.
cao luôn. Chiều cao là 76. Hoành là 27. Rồi, xoay xoay. Hai cành xè đều ha. Rồi, chúng để luôn những cái gì. Em này bẻ cổ cũng ngắn ha. Để xè đều nè. 12 này con giao lưu giá 2,2 triệu. Rồi, bao rẻ này luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Mã 13. 3, lên luôn. Chiều cao là 82. Rồi. Hoành là 21. Rồi, xây xây luôn. Để hết sức vô đế ha. Chấm chịu phải đủ hết ha. 13 này giao lưu giá 1,7 triệu. 1,7 triệu đế, nó tiếp không. Rồi, xuống cây. Mã 14. 4, rồi, chiều cao. Chiều cao là 90. Rồi, hoành luôn. Hoành 22. Rồi, xây xây luôn nha. Rồi, xuống đế ha. 14 đang giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 15. Rồi, 15 tay cành múa quá ha. Chiều cao 93. Hoành là 24,5 nha cô chú anh chị. Rồi, tay cành ha, đẹp không quý vị. 15 này giao lưu 2,2 triệu. Rồi quý vị nghĩ đến cái ha. Quá đẹp luôn. Dịch còn to luôn ha. Rồi giao lưu nhiêu, 2,2 triệu? Dạ 2,2 triệu mã 15. Rồi, xuống cây. Mã 16. 16, rồi cao luôn. Chiều cao là 1 mét. Rồi, hoành là 22. Rồi, xe xe luôn. Để cộng nào nấy hết chứ cái cộng của gì. 16 này giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 17. 17. Chiều cao 1m12. Rồi, hoành luôn. Hoành 25. Rồi, xây xây luôn. Để luôn những cái gì. 17 này con giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 18. 18. Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m13. Rồi, hoành luôn. Hoành là 20. Tay cành cũng đều đó ha. Rồi, xuống đế luôn. 18 này con giao lưu giá 1,6 triệu nha cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Mã 19. 19. Chiều cao là 62. Hoành là 22. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để đây rồi quý vị. 19 này giao lưu giá 1 triệu mấy quá này, 1,8 triệu. Rồi, 1,8 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 20. Rồi, 20. Chiều cao là 86. Rồi, hoành 22. Xây xây luôn. Xuống đế luôn nha quý vị. Đây, đây, đây. Để đặt kẹo luôn. Rồi, giao lưu như đem. 20 này em giao lưu 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 21. 21. Chiều cao là 68. Hoành là 21. Tay cành đẹp luôn. Ê, cái này lên lúc vận chuyển nó bị tét cái nhánh em xử lý thôi nha cô chú anh chị. Rồi, chắc keo rồi ha. Dạ. Để vị trí nè. 21 này giao lưu giá 2,1 triệu luôn. Quá đẹp. Rồi, xuống cây. Mã 22. Lên luôn. Chiều cao là 68. Rồi, xây, xây luôn. Hoành là 18 nha cô chú anh chị. Hai cành đều ha. Rồi, để đâu cái gì. Rồi, giao lưu như đêm. 22 này em giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. 23. 3, lên luôn.
Chiều cao là 66. Rồi. Cổ ngặt quá. Hoành là 24,5. Cái cổ quá ngặt ha. Dạ. 23 này giao lưu giá 2,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 24. 4. Cao luôn. Chiều cao là 70. Hoành 22. Rồi. Ở dưới có cảnh phóng đẹp luôn. Phóng được chản luôn ha. Cảnh phóng này ha. Rồi để luôn nha quý vị. Để đặt kẹo luôn. 24 này giao lưu giá 2,3 triệu. Rồi, 2,3 triệu. Rồi, xuống cây. 25. Rồi, 25. Chiều cao là 59. Hoành 26. Rồi, xe xe luôn. Đế lực. Đặt bầu ở trên ha. 25 này giao lưu giá 2,2 triệu. Rồi, 2,2 triệu. Rồi, xuống cây. 26. 6 lên luôn. Chiều cao 59. Rồi. Hoành là 22. Rồi, để luôn nha quý vị. 26 này giao lưu giá 2,000,000. Rồi, 2,000,000 nha quý vị. Rồi, xuống cây. 27. 27, tay cạnh quá xá luôn. Chiều cao là 88. Hoành 25. Rồi, xe xe luôn. Tay cạnh đẹp luôn quý vị ơi. Chỉ cần chăm thôi ha. Tay cạnh thì có sẵn rồi. 27 này giao lưu 2,5 triệu. Chỉ nghĩa đế ha, đế lực ha. Chống chịu có đủ ha. Đặt kẹo trước luôn. Rồi, 2,5 triệu ha. Rồi, xuống cây. Mã số 28. Rồi, cao luôn. Chiều cao 1m02. Rồi, tay cành đặt luôn ha. Hoành là 25. Rồi, xe xe luôn. Rồi, xuống đế luôn quý vị. 18 này giao lưu 2,4 triệu. Rồi, 2,4 triệu. Rồi, xuống cây. 29. 29. Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m07. Rồi. Hoành 24. Xây xây luôn. 24 hoành. Xuống đế luôn. Hai mươi chín hẹn giao lưu giá 2,000,000. 2,000,000. 2,000,000. Rồi, 2,000,000 chẳng. Rồi, xuống cây. Mã 30. Rồi, 30. Chiều cao 1m08. Rồi, tay cành cũng quá xá luôn. Hoành là 21. Rồi, 21 hoành, tay cành đẹp luôn á. Đo hảo cái cũ ha. Cũ 48 luôn. Cũ nào quý vị. Rồi, giao lưu nha. 30 này em giao lưu giá 2,000,000. Rồi, xuống cây. 31. Rồi, 31. Chiều bay là 1m17. Rồi. Hoành đo ngay đây nha cô chú anh chị là 23 nha. Rồi, đo ngay chỗ cái bẻ. Dạ, hết đo được rồi. Rồi. Ở đây nó bự lắm á cô chú anh chị. Thì đo nãy mình đo ngay đây ha. Dạ, ngay đây là 23. Đây, ha. Rồi, xe xe luôn. Đo được đâu, tới đây nữa hết rồi. À, Diệu Phương. Mày về sao đo được. Ở ngoài đó thôi. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 31 này giao lưu 2,7 triệu. Rồi, 2,7 triệu. Dán bay của chú anh chị. Rồi, xuống cây. Cái nào, cái này. 32 ha. Chiều cao là 73, là cây cuối clip của cô chú anh chị. Hoành là 20, quá trời xù luôn là cô chú anh chị. Xù chảy nha, rồi, bích mình luôn á. Xù ở trên ha. Nguyên cục đây luôn. Rồi để mình quay từ đỉnh xuống nha quý vị. Cây này cuối clip ha nè. Đây quý vị. Đây, đỉnh xuống nè. Nó nổi u hết trơn nè. Đó quý vị, đây ha. Rồi mấy nách dài dài xuống dưới đây cũng vậy ha nè. Đó. Cục này luôn.
Đây. Đây luôn ha. Cái nhánh ở ngoài cũng có luôn nè. Ngoài cũng có xù luôn ha. Xù tới công chuyện luôn. Ngay đây thì xù lục cục hết trơn. Xù nách xù rồi ha. 32 này giao lưu 3,2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi quay đế cái quý vị ơi. Đế hơi khổ chê luôn ha. Bích bầu trơn ha. Một em cây mai xù. Cũng là cây cuối clip. 3,2 triệu ha. Dạ. Cuối clip con mong cô chú anh chị ủng hộ giúp con để con có động lực đi săn những cây mai đẹp mà giá hữu nghị để về phục vụ cô chú anh chị. Con xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Đích xa.